Tháng năm muôn hoa khoe sắc, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Kính thưa cộng đoàn, Mẹ Maria xuất hiện trên thế gian như bình minh huy hoàng, đem ánh sáng thánh đức tiên báo ngày mặt trời công chính mọc lên. Ngày bà mẹ cất tiếng xin vâng, đáng được gọi là ngày cứu chuộc, ngày ân sủng. Mẹ là mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời để soi sáng đêm đen trần thế. Và với ánh sáng huy hoàng thánh đức của mẹ, mẹ cũng sáng soi những đêm tối trong linh hồn nhân loại. Chúa Giêsu hiển hách trước mọi nam nhân, thì mẹ cũng huy hoàng lộng lẫy trước mọi người nữ. Chiều hôm nay, thứ bảy ngày 20 tháng 5, cộng đoàn thành Đông Tiền cùng với cộng đoàn trong giáo xứ họp nhau lại trước tôn nhan mẹ. Xin mẹ đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con qua việc cung nghinh mẹ, dâng lên mẹ những đóa hoa muôn sắc màu. Ước gì chúng con được đón nhận những ơn lành của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa như mẹ, biết noi gương các nhân đức của mẹ. Giờ đây, trong tâm tình bày tỏ tin yêu thờ phụng Chúa, tôn kính mẹ, cộng đoàn chúng con xin được cung nghinh Đức Mẹ. Thứ từ rước kiều Đức Mẹ. Một, cờ hội thánh. Hai, chiêng trống. Ba, ban nam nhạc. Bốn, thánh giá nến cao. Năm, thiếu nhi thánh thể và giáo lý viên. Sáu, lớp ơn gọi. Bảy, huynh đoàn đa minh. Tám, ca đoàn giáp Chúa Kitô. Chín, ca đoàn giáp thánh đa minh. Mười, giới trẻ toàn xứ. 11, ban tây nhạc giáp Chúa Kitô. 12, giới gia trưởng và ban thánh thể. 13, giới hiền mẫu và ca đoàn hiền mẫu. 14, ca đoàn giáp thánh từ đạo. 15, ca đoàn giáp thánh Phêrô. 16, ban kèn nữ giáo xứ. 17, hội con Đức Mẹ. 18, ca đoàn giáp thánh Vinh Sơn. 19, ca đoàn giáp thánh Doan. 20, quý dì dòng. 21, ca đoàn giáp Đức Mẹ lên trời. 22, ca đoàn giáo họ kính danh. 23, ban cử viên chức. 24, ca đoàn giáp thánh Giuse. 25, ca đoàn giáp Đức Mẹ. 26, kiệu hoa. 27, ca đoàn thánh tâm. 28, ca đoàn Teresa. 29, ban bắc nhạc. 30, các em thiên thần. 31, đoàn dâng hoa. 32, kiệu Đức Mẹ. 33, ban lễ sinh và cha chủ sự. 34, 12 tông đồ. 35, hội đồng giáo xứ. 36, cộng Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con mà cho con Chúa ra đời. Chiều lành chiều chết thì con mà con đã cả lòng hoàn nghênh nỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con giấu lòng chưa cải
cô làm việc đền tội cho xứng a mẹ. Con kính lễ một Đức Chúa Trời mà ngồi dâng lên trời đất muôn vật. Con kính mến Chúa Trời trên hết mọi sự, vì Chúa Trời là sự tốt này trên hết mọi sự này. Nhân vì sự ấy, con lo buồn an năn trên hết mọi sự nó, vì con đã mến lòng Đức Chúa Trời. Con ghét mọi tội con trên hết mọi sự ghét. Con hãy dốc lòng từ nay về sau giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ mà con cầu cùng Đức Chúa Trời tha tội tha và cho con, vì con cậy đã có công Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời đã chuộc tội chịu chết cho con. Amen.
con chúng con. Trời thật thương ta chúng ta, Đức Chúa con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Rất Thánh Đức Bà Maria. Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Rất Thánh Nữ đồng trinh trên hết các thê đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Mẹ Cực Thanh Cực Tình, đáng yêu mến, cầu cho chúng con. Đức Mẹ Cực Màu Cực Nhiệm, cầu cho chúng con. Đức Mẹ Chỉ Bảo Thank you.
chuộc tội cứu thế. Chúa thương xót chúng Lời ơn Đức Mẹ Chúa Giêsu, chúng con trông cậy cùng kêu oan và xin hàng mở cửa trước tòa, tỏ ra lòng Mẹ rất yêu con. Trong lời khổ ai chôn luôn cái xa mặt Mẹ ấy, còn lầm than Chúa con xưa xuống thế gian, chẳng từ bỏ kẻ gian hoán tội tình, lại cam chịu khổ chịu hình vì loài người. Thế điều mình đền xong, Mẹ thương cũng hợp một lòng vâng theo ý Chúa thông công như vậy. Con xin Mẹ rất nhân thay, chớ máu quạnh mặt nàng quê chẳng nhìn, xin nàng dạy dỗ con yên, cùng hàng yên hồi giữ nhìn thương yêu. Con trông Mẹ có phép nhiều, muôn vạn thần thánh cũng đều ở trông. Chúng con còn chốn long đông như người vượt biển mênh mông giữa vời, Mẹ như sao ngự giữa trời, chính bên hương vào các ngôi sao trầu. Xin soi dẫn để con theo, kéo con nặng nỗi xa vào trầm luôn. Đến sau qua khỏi cõi trần, con trông cậy Mẹ rộng phần lòng thương, liền đem vào cửa thiên đàng, được xem thấy Chúa cực sang cực lành, cùng xem thấy Mẹ đồng tri, hướng muôn muôn phúc phần mình dành thơi, vòng đầy mọi sự tốt tươi, chẳng cùng chẳng hết đời đời. Amen.
vào trời đất và muôn vật muôn loài. Hãy subscribe.
chào triều thần các thánh. Xin các ngài cầu tay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con bước theo Chúa và mẹ Maria, chu toàn bổn phận trong bậc sống, hầu trở nên như hương trầm bay tỏa trước nhan Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,